Rồi cảm ơn anh đã thư thư đợi em một chút nha. Đây em chọn cho anh 4 cái cây rất đẹp đây. Anh xem anh ưng thì là em chuyển chính xác những cái cây đấy luôn. 4 cái cây đầu tiên này ạ. Cái chiều, cái gốc nhá. Cái gốc của nó thì to bằng hơn cái cổ tay của em nhiều. Đây em đề cái này là tầm 2 hơn 2 đốt ngón tay. Đoạn to nhất đấy. Còn chiều cao ạ, 1 2 3 4 được 80 phân anh ạ. Mà nữa là cây nào cũng có những cái mầm nhỏ con ở dưới ấy. Đẹp. Đây, rất đẹp luôn. Đấy. 1 2 3 4 5 6, 6 cây này. Có một cái cây này thì nó bé hơn thì em để riêng ra đây dưới đây rồi. Còn đâu 6 cái cây này nó rất là đẹp luôn. Chọn cây nào cũng được anh ạ. Vì là bọn này nó trông nó cũng đồng đều giống nhau lắm mà. Đấy anh ưng thì em sẽ tuyển chọn ra 4 cái cây. Cây này thì nó hơi thấp hơn so với 3 cái cây to này một chút. Nhưng mà được cái là cái các cây con ở sau xung quanh ấy nó lại Đấy. Còn nếu cây này cũng đẹp. Cây này ok, lá rất đẹp luôn. Cây này cũng đẹp. Nói chung đấy. Ở đây rồi bây giờ bảo loại ra hai cây thì cũng hơi khó. Chắc là loại cái cây này đi. Cây này bởi vì gốc nó hơi trơ, ít nữa thì hai cái cây mầm, mấy cái mầm kia nó mới lên. Nhưng còn ở đây nó đã sẵn rồi. 1, 2, 3, 4 ạ. Đấy, 4 cái cây đấy nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây phát tài núi, hàng này là hàng rất đẹp luôn. Thứ nhất là Văn Giang Hưng Yên bọn chúng em trồng lên. Nên là giữa nắng ngoài trời tốt lâu rồi, cây ổn định đảm bảo rồi. Trồng trong bầu đất lâu rồi ạ. Đây ạ, rễ nó tròi ra như này. Đấy. 0977973535 bạn ạ.